Tiếp theo là bài số 7, trang 73. Trong không gian với hệ tọa độ OXYZ cho điểm A có từ -2, 3, 4, HPK lần lượt là hình chiếu của điểm A nên các trục OX, OY, OZ tìm tọa độ các điểm HPK. Thì thầy lưu ý về đồ bài này, người ta hay nói là hình chiếu là cách nói tắt thôi. Còn thực chất nha. À, cái từ hình chiếu đó nói một cách đầy đủ thì phải là hình chiếu vuông góc. Hình chiếu vuông góc, bởi vì có thể có hình chiếu với các cái góc độ khác nhau. Nhưng mà cái hình chiếu vuông góc là cái hình chiếu được sử dụng phổ biến nhất trên bề mặt ngôn từ. Nhiều khi người ta nói tắt nó đi là hình chiếu. Nhá. Đấy. Chứ đúng luật thì nói là hình chiếu thôi là không đủ đâu, nhưng mà nhiều lúc ngôn từ người ta giản lược nó đi là như thế. Thì chúng ta hiểu là hình chiếu vuông góc thì đúng hơn. Thế thì ta để ý này. Trong không gian với hệ trục tọa độ mình vẽ minh họa thôi. OX, YZ. Mình vẽ minh họa thôi nhé. Đấy. Điểm A. Thì khi chiếu vuông góc lên trục OX thì hình chiếu vuông góc của nó là H. Thì khi chiếu lên H thì chúng ta sẽ thấy được là gì? Hoành độ của điểm A cũng chính là hoành độ của điểm H. Đó không? Vậy thì điểm A có tọa độ trừ 2 thì điểm H cũng có tọa độ trừ 2. Thế còn tất cả những điểm mà đã nằm trên trục OX thì tung độ của nó và cao độ của nó, tức là Y và Z đều phải bằng mấy? Bằng 0. Rõ chưa? Đấy. Và chính vì vậy, vì H là hình chiếu vuông góc của A lên OX suy ra H có tọa độ là trừ 200. Và tương tự như vậy, B à, đúng không nhỉ? À, K chứ. K là hình chiếu vuông góc của A lên trục OY. Thế thì khi chiếu lên trục OY thì cái tung độ của điểm A và tung độ của điểm K là giống nhau. Đấy, chúng ta bảo là vì K là hình chiếu vuông góc của A lên trục OY. Thì ta suy ra K có tọa độ là gì nhỉ? Tất cả những cái điểm mà nằm trên cái trục OY đây này thì đều có hoành độ bằng 0 hết. Và có cao độ cũng bằng mấy? Bằng 0. Vì có phải là từ K mà chiếu vuông góc vào trục OX thì đã rơi vào đúng góc tọa độ. K mà chiếu lên trục vuông góc vào trục OZ thì nó cũng đúng vào góc tọa độ cũng bằng 0 không? Không. Ừ. Chân K sẽ có tọa độ là gì? Tung độ của điểm A đâu? Là 3. Thì tung độ của điểm K cũng là gì? Cũng là 3. Và cao độ của nó là 0. Tương tự như vậy thầy khỏi phải phân tích thêm đúng không? Vì P là hình chiếu vuông góc của A lên OZ suy ra P có tọa độ là đấy, P ở đây chiếu vuông góc vào thì nó phải là 0, 0 và mấy? Cao độ của A là 3, 4 thì cao độ của P cũng là 4 nhá. Đấy. Đấy là cái bài số 7, nó đơn giản vậy thôi.